Hi, xin chào mọi người, mình là Kai. Chào mọi người đến với Chuyện Quay Bút 2024. Đây là video đầu tiên của Chuyện Quay Bút năm nay. Và cái chủ đề của mình đề cập đến và nêu quan điểm lên cho nó cũng khá là thú vị. Ok, và tất nhiên là khi dùng một thiết bị khác thì chất lượng âm thanh và mọi thứ khác nó cũng không giống như là những video mình thường hay làm. Nhưng mà đây là một video bắt đầu năm mới thì mình suy nghĩ là tại sao không thử một cái mới. Ok, trở lại với Chuyện Quay Bút lần này thì cái chủ đề mình đặt ra đó là có nên sử dụng một cây mod không thôi để phục vụ cho hai việc là luyện tập và lên hình. Việc thích chơi quay bút và thích sưu tầm mod những cái bút chuyên dùng để quay nó không phải là vấn đề, mà là một cái mod nó tạo cho mình cái cảm hứng mình muốn quay, và khi quay thì mình chỉ nghĩ đến cái cảm giác của cái cây đó. Đó cũng là lý do tại sao dẫn đến cái video này, bởi vì là cái The One của mình bây giờ là nó khác so với tutorial, và điều đó cũng thường hay xảy ra đối với các spinner lâu năm hoặc là các bạn modder, thì các bạn thử thấy cái nào nó tốt hơn, nó phù hợp với mình hơn thì sẽ thích và giữ cái phiên bản đó để mình quay nhiều hơn. Thì mình đổi qua thân thu này cũng được khá là lâu, chắc là trước xoay năm ngoái, như là khoảng tầm đâu tháng 6, tháng 5, tháng 6 gì đó, năm 2023 thì mình đổi thành thân thu trắng. Cũng có nhiều bạn hỏi mình là thân gì, thì mình cũng xin giải đáp luôn về cái cây mod này trong cái video Chuyện Quay Bút về mod. Thì đây là thân thô trắng, hai cap AC đỏ, vẫn là grip playboarder, vẫn là grip seller ở trong, và ở trong đây thì không có tip hay gì hết. Và đây là cái cây mà mình rất là thích trong thời gian hiện tại. Mình cảm thấy là quay nó đem lại cho mình cái cảm giác dễ chịu, giống như là cái sự muốn quay, cái việc mình muốn quay nó đang là ưu tiên hàng đầu của mình. Do đó, để trả lời câu hỏi là có nên dùng một cây xuyên suốt hay không, và thời gian thử nghiệm là nên là bao lâu để mình biết được là mình có thực sự gọi là cam kết với nó hay không, và mình có thực sự thích nó hay không, thì mình nghĩ là theo quan điểm của mình thì ban đầu nó rất là quan trọng, và cái cảm giác nó mang lại từ những cái đường quay đầu tiên và nó phù hợp với mình như thế nào, từ cái độ kéo của nó đến cảm giác khi mà tay chưa cần làm ấm mà mình đã có thể quay một cách dễ chịu, thì đó là những cái ưu điểm của cái cây này. Và tất nhiên đó là cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Tuy nhiên thì mình nghĩ ai, một spinner, một modder nào, để tăng phần hứng thú trong việc tập quay thì cũng nên giữ cho mình một cây mod chính, và cây đó mình sẽ quay dường như là 90-100%, chứ không cần phải lăn tăn trải nghiệm thử thêm. Tuy nhiên thì đâu đó thì cũng có những cái duyên nó chưa đến với mình, là mình vẫn chưa tìm thấy được cái cây đó, và mình nghĩ là nó yêu cầu cái thời gian chơi của mình nó được tăng cao hơn. Rồi lúc đó mình sẽ quen với cái mod và mình sẽ biết thực sự là mình cần cái mod như thế nào, nặng nhẹ ra làm sao, độ kéo, rồi trọng lực, tất cả mọi thứ, những cái thông số về cái mod nó sẽ được rõ ràng hơn đối với cái bàn tay của mình, cũng như là cái tâm lý của mình. Khi mà mình nghĩ đến việc quay thì mình sẽ nghĩ là cái cảm giác của cái cây mod nó như thế nào, và khi mình quay thì cái cảm giác lúc quay như thế nào. Thì đối với mình, cái quan điểm cũng như là để kết luận cái video này thì mình nghĩ ai cũng cần một cây mod chính, và nó sẽ làm cho mình có được cảm giác hứng khởi và thích thú khi quay. Và mình cũng mong là sau video này thì các bạn có thể tìm thấy cho mình một cây mod như ý mình mong muốn, và tiếp tục tập luyện, tạo thêm cảm hứng cho bản thân mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi video này của Kai, và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.